nay rồi các bạn đi chợ Bình Dương mà mình đi ở cái hướng trên Bộ Lĩnh, mình đi qua, mình quẹo vô Ngô Tùng Châu á. Tức là nếu mà tính theo cái chợ mà đồng hồ là mình đang đứng bên hông chợ đồng hồ, phía trên chợ đồng hồ, mà ở nếu mà từ chợ đồng hồ nhìn lên là mình đang đứng cái hướng cái đường bên tay trái của cái chợ đồng hồ. Tức là giờ đây mình vô mình quẹo phải ngay đường Ngô Tùng Châu nè, mình sẽ đi xuống chợ đồng hồ. Ở cái đoạn này nè, tức là bán cũng sáng, bán cũng nhộn nhịp lắm. Mà xưa giờ ít có quay, giờ quay cho bạn con nha. Bắt đầu đi nha. Bán bên dãy bên trái rồi bán bầu quý, còn đây đậu hũ. Ở phía đông những chữ đồng chợ bán khô mắm tôm khô. Đông quá không dám đi hay gì. Ở chỗ này nó kẹt ghê. Tại cái đoạn đường này mấy anh trật tự chợ ít có chạy vô đây lắm, cho nên cái đường này xe máy nó kẹt. Mấy anh trật tự chợ chạy hai bên hông bên kia thôi. Đường đến Bộ Lĩnh, đường đầu Trần Nghiệp. Xe máy vô kẹt cứng ha. Người Việt mình là vậy, quen thói quen đi chợ ngầu đi xe máy, chạy riết tới chỗ mua cũng ngầu đi xe máy luôn. Nếu người ta đem người ta bán, người ta đem người ta treo chẳng đi xe máy chạy. Bởi vậy cứ tìm chỗ nào mà bán hàng xe máy chạy được thì mua. Do đó cái nó hình thành cái chợ mà cặp để bên đường đó. Bán ở trong một chợ không? Không ai vô mua hết. Chỗ người bán thịt. Để tới cái chỗ cái em trai này bán cá hấp. Cá hấp mà bán giống như dạng đồ mối luôn đó. Vô đó mua cá. Cá bể về cho mấy em mèo. Em trai nè. Cá bể không em? Lấy nhiêu? Nhiêu vỏ hả? 10.000. Đâu? Lấy 2 vỏ anh. Bỏ ra luôn. Rồi. Cái nào anh chị? Vỏ 10.000 mà 5 con. Có cái 4 con, có cái 3 con. Tùy theo lớn nhỏ nữa, có cái đống con luôn. Chị lấy nào ạ? Cũng cá hấp mà tại vì bị bể mà bán rẻ vẫn ăn được, nhưng mà tại vì nó bể ta hấp thì chắc ra chắc vô cũng bể chứ không phải là không kém phẩm chất. Đi dọc đây theo cái đường này là đường gì quên rồi, Tiểu Ông chứ, đúng là Tiểu Ông. Chợ gà là đây nè. Rồi là chợ gà. Mang đi bán thời trang ở đây nè. Hôm nay có cái quán Bình Dân. Ủa cũng biết là bao nhiêu trận hết nè.
bán cho tô mì đi. Tô mì Bình Thắng. Bán gì? Tô mì. Tô mì mà bỏ thịt sắt nha. Sắt không? Này là nhà cổ Trần Công Vàng phải không? Không phải. Trần Công Tài. Nhà cổ ông Trần Công Tài. Hả? Cũng anh em với ông Trần Công Vàng nữa luôn chắc. Đây nhà cổ di tích lịch sử cấp tỉnh của ông Trần Văn Tài, anh em gì của Trần Công Vàng. Nơi có chỗ quay tiếp nha. Nãy giờ ghé ăn sáng ăn mì Bình Dân trong hẻm ngay chỗ nhà của ông Trần Văn Tài, nhà cổ Trần Văn Tài. 35.000 tô cũng được. Đây mấy anh đi giữ trật tự. Vài bữa nó bán lụ đạn nữa là xong. Chỗ này có em gái bán được tay. Để sao gửi cái bài kia bà em gái bán được tay. Đi đi chào lần nha. Cảnh sát tới. Ủa che vô đây được luôn hả ta? Mấy ông có nội đi được cái thời gian đi không được. Chạy dướng dùng thôi nè. Sao kêu bằng cô nội? Đội trật tự chợ chạy trong cái hè đường này luôn, xịt nước á, à. Che dù cho đầu dướng phải dẹp. Cái chị bán nãy nói nha, mấy ông cố nội chị đó dướng dù kìa. Này bán rau củ. Đi tiếp cái đường nữ ông nhưng mà đi cái chiều bên kia. Nãy mình đi xuống giờ mình đi lên. Phá rồi, mình đó có em bán đồ chay. Còn tên này là bán quần áo thời trang phụ liệu. Đoạn dưới bán rau củ quả. Có cái chen lẫn cá thịt rồi. Đây thỉnh thoảng cũng có tô khô mắm chen lên. Mày hỏi đi nha.